nước nó hóa mùn đấy, không biết cái vào là có cháy không. Thôi các em, các em lại bắt chiếc ấy. Gần vô khói. Gần vô khói. Ê, chết rồi vô khói. Chú ơi. Chú. Chú ơi. Gần vô khói. Chú ơi. Gần vô khói. Gần vô khói. Nào. Ờ, con đậy vào như thế mọi người lại không biết, lại dẫm vào đấy. Té nó mới cúi. Ông nào lại còn ngồi vào. Đấy là bọn em chô. Cháu dùng cái này nậy vào là có lý do chú ạ. Vẫn thế à? Dạ. Có một cái ông đi chở nên đi đến giờ đêm về. Thế ông say ông đi ông chân la bóng cá chân chiêu. Ông đang đi theo ông đúng chính là. Chiêu mẹ. Đưa nào ở đánh rơi thân xếp. Ông nhạt. Thế là ông cứ thương ông nhạt. Ông bốc. Hết được cuộc kích. Bốc banh, bốc banh. Ông bốc sao ông bốc bảo. Không phải, mãi chích châu. Đâu chồng mãi chích châu. Rồi, anh chích châu rồi, đi. Ngày xưa chị Châu Linh ấy. Bắp nhìn ra cái chiếc đội giống như nồi à. Thế là Cháy. Anh ấy đi trước, bà Châu Linh vào đi sau. Cứ bối muốn rơi muốn nồi. Không phải, cứ đây là muốn nồi hả bố. Cứ chỉ ba chiếc châu. Không, không kể ra đâu. Nhiều thật. Bé. Bở nát luôn. Rồi bỏ ra anh nhớ. Điều không được phải chạy mà. Chạy thoải mái. Tạo dáng nào. Nó vừa mới chạy nhiều quá chớ luôn không? Chạy không chớ. Đúng rồi. Đấy, bác học thầy chó làm siêu chứ hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cái lũ đốt. có các em không biết, cháu biết có mọ gì ngày xưa anh Thiện chơi mọ gì. Cái con đấy nó sống nhờ ở cái cây ruối. Cái ngày xưa ông vua dạy ông đi chăn trâu thì qua cây ruối ông Dung ông bắt mấy con. Ông bật chân đi xong ông bước vào trong túi áo của ông.